cảm ơn cả nhà đã đến với Người Gò Công nha. Hôm nay mình có một việc rất là quan trọng. Hôm qua mình có nói với các bạn đó là mình sẽ đến cái tiệm sửa xe của bạn Thanh Cường để trao đổi một số chuyện. Nói chung là bạn đó muốn thể hiện tấm lòng của mình để giúp đỡ cho bà con trong mùa hạn hán này các bạn. Cũng là người Gò Công thôi à. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tiệm Thanh Cường nha các bạn. Ok. Rồi. Các bạn ơi, mình đang trên đường đi tới tiệm sửa xe của anh Thanh Cường nè các bạn. Đây là ngôi trường của mình học ngày xưa nè các bạn. Đây, mình đang trên đường mình đi tới nha các bạn. Không biết anh ta nhắn nhủ chào cho mình cái gì đi mà anh ta nói cũng vui vui lắm. Thôi, để đi tới coi như thế nào nha. Đây, mình đã tới tiệm sửa xe Thanh Cường rồi nha các bạn. Ok, giờ mình vô mình chào hỏi anh ta một chút coi. Đây nè các bạn, cái tiệm sửa xe của anh ta, anh Cường nè các bạn. Chào anh. Chào. Rồi, chào kênh Người Gò Công đi các bạn. Với anh, mình thấy cái nghề của anh á, sao chân lắm tay bùn dầu nhớ, sao mà anh yêu thích cái nghề này quá vậy? Thì mình giống như mỗi người có mỗi sở thích, có người thích nghề này, có người thích nghề kia. Từ nhỏ mình cũng thích nghề làm xe, mình ưa dọc về xe thì lớn lên mình làm xe. Miễn sao mày làm cái nghề gì mà chân chính có tiền này, đúng không? Thì chúng mình cũng xem cái clip của Người Gò Công, anh thấy cái hạn hán và bà con không có nước đó. anh làm ra cái video này em cũng xem mà em cũng rất là thích và xúc động, thấy cái nghĩa cử của anh. Nói chung mỗi người mà đều làm như vậy thì dân mình cũng đỡ phần nào, không mỗi người làm ít thì em thấy vậy. Anh em bữa nay em cũng có một chút xíu quà nhỏ gửi anh để anh làm giúp bà con. Và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ ảnh để ảnh có thêm một cái nghị lực và một cái tinh thần, tại vì mỗi người làm một cái video á mà các bạn mà đăng ký á, hay là like hay là nhận xét rồi rất là vui. Cái đó là động lực để mà làm ra những cái video cho các bạn xem. Thì mình mong các bạn ủng hộ ảnh để ảnh có thêm cái nghị lực ha các bạn. Cảm ơn anh rất nhiều. Cho ảnh một like nha các bạn. Cho ảnh một like nhiều vô, 1000 like cũng được nữa. Trời, anh này rất là tốt nha các bạn. Wow. Thôi bây giờ vậy, chúc công việc của anh ngày ngày phát triển. Chúc anh sức khỏe nha. Rồi rồi, cũng cảm ơn anh nha. Rồi, chúc anh sức khỏe. Ủng hộ nha. Ok. Các bạn biết cái này là gì không? Cái này là động cơ của xe đạp cũ nè các bạn. Xe đạp mà của khách muốn tân trang á, muốn làm mới lại á, anh ta cũng nhận luôn nha. Wow, cái nghề, cái tay nghề của anh ta cũng rất là cao nè các bạn. Anh ta có thể là mới lại luôn á. Đây, rất là nhiều nha các bạn. Đơn hàng anh ta nhận một ngày rất là nhiều. Không biết một mình làm sao hết đi trời. Wow. Còn đây là một chiếc xe đạp điện độ mới luôn nè các bạn. Wow, rất là đẹp nha. Nghe anh ta nói biệt danh của chiếc xe này đặt tên là thần đèn á các bạn. Để em điểm cái bao nhiêu cái đèn á. 1 2 3 4 5. Thêm cái nữa 6 7 cái đèn. Hai cái xe dây nữa, 8 9 cái đèn. Trời ơi, gọi là thần đèn phải đây nữa hả? 10 11 cái đèn. Thêm nhỏ này nữa, 12 cái đèn. Trời ơi, bởi vậy gọi là thần đèn phải rồi. Anh ta rất rất là bận các bạn ơi. Công việc anh ta hầu như anh ta làm một ngày từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Ăn uống ở đây luôn nè các bạn. Nghề sửa xe đạp điện, nghề sửa xe đạp của anh ta tưởng mình vừa mới may một rồi chứ. Tại bây giờ người ta đi xe đạp điện, xe Honda nhiều. Không ngờ là bây giờ giống như anh ta nâng cao tay nghề đó. Anh ta sửa xe đạp điện, rồi anh ta làm ra xe giống như độ là chiếc xe đạp điện, tân trang là xe đạp điện cho bà con luôn. Hello, hello các bạn ơi.
Mình đã tới chỗ anh Thanh Cường nè, xe điện độ Gò Công á các bạn. Hồi nãy ảnh đã trao cho mình số tiền là 2.100.000 đồng, cộng với cái quỹ ngày hôm qua mình cho các bạn xem là được 300.000 á, là mình được 2.400.000 nha các bạn. Cái khúc mà hồi nãy mình tới ảnh đập con heo á, anh đưa mình á, các bạn có thể xem cái lúc đó, cái trong cái video bên xe điện gỗ Gò Công cũng được đó. Mình rất là vui các bạn, cảm ơn tấm lòng của anh ấy. Bây giờ thật sự mình cũng chưa muốn về đó, mình đang đi quyến liếm, chắc vô nói chuyện anh vài câu nha các bạn. Ok đi nha các bạn ơi, hiện giờ anh ta rất là bận công việc nha các bạn, mình không có trao đổi gì với anh ta. Nay mai mình có thời gian mình xuống review cho các bạn xem tỉ mỉ công việc của anh ta, cũng như xem ngày làm việc của anh ta như thế nào nha. Còn bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn nha, và mình cho chào anh và mình đi về nha. Mình cũng tranh thủ thời gian mình đi mua can ủng hộ bà con nữa chứ, giúp đỡ bà con. Chào anh nha. Thôi mình về nha. Rồi cho anh ta một like nha các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin phép ảnh, mình xin phép về nha các bạn. Trời nắng quá nắng rồi, có được tiền rồi. Bây giờ chút xíu mình tiếp tục mình đi mua can về mình phát cho bà con nha. Hy vọng bà con mình sẽ có được nhiều người được giúp đỡ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu thấy video này mình hay cho mình một cái đăng ký nha các bạn, chia sẻ video này đi, để mình hy vọng cái tấm lòng và những mạnh thường quân sẽ xem được thấy cái kênh này. Cảm ơn các bạn, bye bye, chào tạm biệt.